Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em cái lốc của Denso. Thân lốc của Denso 17. Hay mình gọi là 17C đấy. Đây là cái lốc vẫn nguyên bản này. Này, đây. Bóc này nhé. Denso xịn luôn nhá. Đây là thân lốc không nhá. Cái lốc xịn. Trong bao bì bây giờ họ đóng cho cả hộp hạt cũng tặng cái thứ. Nè, thân lốc. Thân lốc có đầy đủ cả mã vạch ở đây này. A17. Đây là dòng này là họ đóng là đóng thân lốc không thôi. Đấy. Nhưng mà lốc xịn bao giờ nó cũng đầy đủ cả mặt bích này. Mặt bích này. Các cái mã này. Tem đen xô này. Các cái mã mảnh này. Con lốc này là lốc Denso Marine Indonesia nhé. Indo, hàng Indo. Xịn sò đấy. Xịn sò luôn. Nhìn xịn từ cả từ các mặt bích này. Mặt bích cũng xịn này. Cái này xịn à, cái lốc này là tại sao người ta lại đóng cái dạng là lốc thân không, bởi vì dòng những cái dòng to ta ấy, hoặc là những cái dòng mà lắp lốc Denso 17 này các bộ đầu này, tức là bộ đầu hoặc là cái buli lai là có thể đóng rời được, thì khi mình lấy mình thay thế thì có thể là mình lấy cái hàng của đúng của nó. Bởi vì tất cả các cái bộ đầu của dòng Denso nó lắp lẫn cho nhau được, từ bôn điện rồi là bu ly rồi cài phanh là giống nhau hết, lắp lẫn được mà, lắp lẫn được thì nó, bởi vì những cái dòng này nó có đời xe là người ta chạy bản A này, có đời chạy bản PK này. PK thì nó nhiều loại lắm, ví dụ như là bản ngắn dài, rồi là PK từ 4PK đến 8PK lắp chung ở trên một cái cổ lốc được hết. Đó. Chuẩn là xịn sò luôn đấy. Thì mình đây vừa giới thiệu cho anh em cái thân lốc Denso 17. Anh em có nhu cầu tìm hiểu dòng sản phẩm này thì add Zalo hoặc Facebook qua số điện thoại 0769086333. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.